Các bạn để ý khi dương vật ở trạng thái cương cứng thì vành quy đầu sẽ nở căng ra, và trong quá trình xâm nhập thì vành quy đầu sẽ chạm vào điểm G và kích thích điểm G. Đặc biệt là trong khi mà các bạn đưa đẩy như thế này thì vành quy đầu nó sẽ ma sát với thành âm đạo giúp tăng. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Thanh Hương Official. Các bạn biết không, kích thước của bộ phận sinh dục nam là một trong những yếu tố khiến cho nam giới tự tin ở chốn phòng the. Bởi vì khi kích thước vừa to, vừa dài, vừa khít với âm đạo sẽ khiến cho cả nam giới và nữ giới dễ dàng đạt cực khoái khi quan hệ. Cũng bởi lý do này mà nam giới luôn quan tâm đến kích thước cậu nhỏ của mình. Nhưng với phụ nữ thì sao ạ? Kích thước không phải là tất cả, các chị em phụ nữ quan tâm đến hiệu quả mà nó mang lại. Bên cạnh những tiêu chuẩn về kích thước thì còn một số những tiêu chuẩn, một số những cái đặc điểm khác để quyết định cậu nhỏ của các bạn có lý tưởng hay không. Một cậu nhỏ lý tưởng thì chắc chắn sẽ khiến cho bất cứ một người phụ nữ nào cũng có thể dễ dàng lên đỉnh. Ngày hôm nay Thanh Hương sẽ cùng với các bạn đi khám phá những tiêu chuẩn đó là gì nhé. Tiêu chuẩn đầu tiên, phụ nữ không cần kích cỡ khủng. Các bạn có thể xem lại tất cả những video chia sẻ về điểm G trên kênh của tôi thì các bạn có thể thấy điểm G của phụ nữ chỉ cách cửa ngoài âm đạo từ 3 đến 5cm. Cho nên trên thực tế thì tất cả nam giới Việt Nam đều có kích thước có thể chạm vào điểm G. Chỉ là các bạn đã áp dụng đúng kỹ thuật hay chưa. Nhưng tránh để cho các cuộc yêu nó nhàm chán lúc nào cũng chỉ có cái việc là kích thích điểm G. Thì ngoài cái điểm G, phụ nữ còn có những cái điểm nhạy cảm khác như là điểm A này. Rồi là phụ nữ sẽ dễ dàng đạt được cực khoái, dễ dàng lên đỉnh nếu như khi xâm nhập các bạn có thể chạm vào tận cùng, chạm vào đáy tử cung của các nàng. Vậy thì kích thước của cậu nhỏ sẽ cần phải dài thêm một chút. Như tôi đã từng chia sẻ thì kích thước trung bình của nam giới Việt Nam rơi vào khoảng 12,7, tức là 13cm đi, và đường kính sẽ rơi vào khoảng 3cm. Vậy thì với kích thước này và áp dụng với những cái kỹ thuật làm tình đỉnh cao thì gần như nam giới đã có thể dễ dàng đưa các nàng lên 9 tầng mây rồi. Nhưng mà để lý tưởng nhất thì các anh có thể cải thiện kích thước lên 14, 15 và tối đa cùng lắm là 16cm thôi. Có rất nhiều nam giới đã từng nhắn tin hỏi tôi có cách nào, có phương pháp nào để cải thiện kích thước cậu nhỏ lên 17, 18, thậm chí là 19, 20cm hay không. Xin thưa với các anh, với kích thước khủng như thế này thì nó không phù hợp với hầu hết phụ nữ Việt Nam đâu. Nó sẽ gây đau rát trong quá trình quan hệ, đặc biệt với những chị em bị suy giảm nội tiết tố do tuổi tác hay do sau quá trình sinh nở, dẫn đến tình trạng bị khô hạn âm đạo thì quá trình quan hệ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và khi kích thước dương vật quá khủng thì chúng ta cũng bị hạn chế trong việc lựa chọn những tư thế quan hệ, bởi khi lựa chọn tư thế quan hệ không phù hợp thì nó sẽ xảy ra những cái hệ lụy, những cái rủi ro không đáng có. Và có rất nhiều chị em đã từng tâm sự khi chồng có kích thước dương vật quá khủng thì mỗi một cuộc yêu nó như là một cuộc tra tấn, và nó ám ảnh, nó khiến cho người phụ nữ dần dần không còn muốn gần gũi chồng nữa. Cho nên các anh nam giới hãy lưu ý, một cậu nhỏ có tiêu chuẩn là có kích thước phù hợp với người bạn tình của mình. Các bạn hãy chia sẻ thẳng thắn với nhau như thế đã là đủ hay chưa. Nếu như người bạn tình cảm thấy là nó quá ngắn thì chúng ta có thể tìm phương pháp để cải thiện thêm. Còn nếu như bạn tình không có ý kiến gì thì các anh cũng đừng có tự ám thị bản thân quá rằng là kích thước cậu nhỏ của mình khiêm tốn. Bởi vì khi mà nó không có cái sự phù hợp thì nó cũng không thể khiến cho cả hai dễ dàng đạt được cực khoái trong mỗi cuộc yêu đâu. Đặc điểm thứ hai là vành quy đầu. Vành quy đầu là bộ phận mà phụ nữ cũng rất là thích. Vành quy đầu là nơi tiếp giáp giữa phần quy đầu và phần thân của cậu nhỏ. Các bạn để ý khi dương vật ở trạng thái cương cứng thì vành quy đầu sẽ nở căng ra, và trong quá trình xâm nhập thì vành quy đầu sẽ chạm vào điểm G và kích thích điểm G. Đặc biệt là trong khi mà các bạn đưa đẩy như thế này thì vành quy đầu nó sẽ ma sát với thành âm đạo giúp tăng khoái cảm cho người phụ nữ. Cho nên nam giới phải đặc biệt lưu ý đến phần bao quy đầu của mình. Những anh nam giới có phần bao quy đầu bình thường hoặc có vấn đề nhưng đã cắt bỏ thì các anh có thể để ý thấy rằng là khi dương vật ở trạng thái cương cứng, phần quy đầu và phần vành quy đầu nó lộ rất là rõ, trông nó nổi bật hơn này, lực lưỡng mạnh mẽ và đầy khiêu khích, thì chắc chắn phụ nữ sẽ thích ngắm nhìn hơn.
Còn đối với những người đàn ông mà chưa cắt bỏ phần bao quy đầu khi cương cứng vẫn trùm lấy hết phần đầu dương vật thì trông nó thứ nhất là rất là yếu đuối và nó rất là tù túng. Và đặc biệt nữa là gì, khi mà có vấn đề về bao quy đầu thì những cái mồ hôi này, cặn bẩn rồi là cái nước tiểu trong quá trình đi vệ sinh nó đọng lại ở trong. Mà trong quá trình quan hệ, đặc biệt là khi mà các anh muốn người phụ nữ gọi là blowjob, tức là quan hệ bằng đường miệng cho mình, mà các anh gặp phải vấn đề bao quy đầu thì các chị em phụ nữ rất là sợ. Bởi vì sao ạ? Gặp phải vấn đề bao quy đầu thì thường cái phần dương vật nó sẽ rất là hôi, đặc biệt là cái phần mà nó bị trùm ở trong cái phần bao quy đầu nó sẽ rất là hôi và nó rất là mất vệ sinh, cho nên phụ nữ không muốn dùng miệng của mình để âu yếm cậu nhỏ một chút nào. Và thêm một điều nữa, đó là khi gặp phải tình trạng về bao quy đầu thì anh nam giới rất hay bị xuất tinh sớm, quan hệ được 1, 2, thậm chí 3 phút là đã xuất tinh rồi. Mà xin thưa với các anh, với cái khoảng thời gian như thế này thì các chị em phụ nữ không thể nào có thể đạt được trạng thái lên đỉnh đâu. Cho nên là hãy lưu ý đến cái vấn đề về bao quy đầu, thứ nhất để đảm bảo nó sạch sẽ, thứ hai là gì, để nó lộ cái phần vành quy đầu cũng như là phần quy đầu ra thì nó sẽ rất là dễ gây ấn tượng với người phụ nữ trong quá trình quan hệ. Đặc điểm thứ ba, phần quy đầu to. Phần quy đầu hay còn gọi là phần đầu dương vật, đây là nơi quyết định thắng thua với người phụ nữ, bởi đây là cái bộ phận mà nó kích thích điểm G trong suốt quá trình quan hệ và đem lại cực khoái cho người phụ nữ. Các bạn cũng biết là cái điểm G thì nó rất là nhỏ thôi, nhưng nếu như các bạn có phần quy đầu càng nở rộng thì trong quá trình quan hệ nó càng tăng ma sát và kích thích lên điểm G, khiến cho người phụ nữ dễ dàng lên đỉnh hơn. Xuất tinh sớm, yếu sinh lý từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nam giới và tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà còn khiến cho đời sống chăn gối vợ chồng mất đi sự hòa hợp. Có rất nhiều câu chuyện, vợ ngoại tình chỉ vì chồng bị xuất tinh sớm 1-2 phút đã ra, hoặc yếu sinh lý đang yêu thì cậu nhỏ lại xìu, khiến vợ bị hụt hẫng không được thăng hoa. Trước thực trạng đó, Thanh Hương cùng với đội ngũ chuyên gia đầu ngành đã nghiên cứu và cho ra đời hai dòng sản phẩm tăng cường sinh lực cho nam giới, Man Plus và Man Plus Gold. Không chỉ giúp nam giới cải thiện về sức khỏe mà còn giúp cho đời sống chăn gối vợ chồng thăng hoa, viên mãn hơn. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ các loại cao thảo dược quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, bá bệnh, bạch tật lê, sâm cau, ba kích, nấm tỏa hương, nhân sâm, đông trùng hạ thảo. Có tác dụng bổ thận, tráng dương, sinh tinh, bổ huyết, giúp nam giới cải thiện thời gian cuộc yêu theo mong muốn, tăng sản sinh testosterone nội sinh, khắc phục tình trạng khó cương, cậu nhỏ không còn lo gặp tình trạng bị xìu giữa chừng. Phục hồi sinh lực sau mỗi lần xuất tinh nhanh hơn, làm chậm quá trình mãn dục. Đối với những nam giới đang trong độ tuổi sinh sản, còn giúp tăng chất lượng và số lượng tinh trùng, góp phần tăng tỷ lệ thụ thai. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và đã được Bộ Y tế kiểm định cấp phép lưu hành, nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Man Plus và Man Plus Gold giúp nam giới lấy lại bản lĩnh phái mạnh. Đặc điểm thứ tư, đó là phần thân dày. Nếu như cậu nhỏ của các bạn đã đảm bảo được tiêu chí, đó là kích thước khá là dài rồi, nhưng phần thân của nó lại chu vi rất nhỏ, hoặc là đang đảm bảo được tiêu chí, đó là phần quy đầu to rồi nhưng phần thân cũng rất là nhỏ, thì nó cũng sẽ làm giảm ma sát lên bức tường thành của cô bé, tức là cái thành âm đạo trong quá trình mà các bạn xâm nhập. Và đặc biệt các bạn biết không, cái phần môi bé ở bên ngoài nó cũng rất là nhiều dây thần kinh nhạy cảm ở đây, và đây cũng là cái nơi mà người phụ nữ dễ dàng bị kích thích và đạt được cực khoái. Nhưng mà vì cái phần thân dương vật nó quá mỏng, tức là nó quá nhỏ, thì khi mà trong quá trình đưa đẩy như thế này, nó không thể nào mà đủ cái độ ma sát, đủ cái độ kích thích lên thành âm đạo, thì nó cũng làm giảm cái khoái cảm đi một chút. Vậy thì với khuyết điểm này chúng ta sẽ khắc phục như thế nào đây? Bình thường thì các bạn cứ hay chuyển động ra vào như này đúng không ạ? Nhưng khi các bạn có thân dương vật khiêm tốn thì các bạn sẽ thay cái chuyển động ra vào đó bằng cái chuyển động đó là hình tròn như thế này, thì các bạn có thể kích thích lên toàn bộ tường thành và kích thích lên tất cả các điểm nóng ở bên trong cô bé. Bởi vì là khi mà các bạn cứ chuyển động xoay tròn như thế này thì cái phần thân dương vật nó được ma sát, nó được động chạm và nó sẽ tiếp xúc với cái thành âm đạo một cách gọi là mãnh liệt hơn, thì chắc chắn là các cô nàng sẽ đạt được cực khoái nhanh hơn. Đặc điểm thứ 5, cậu nhỏ hơi cong lên trên. Cậu nhỏ có hình dạng hơi cong lên trên là một lợi thế lớn, giúp kích thích hầu hết tất
cả các điểm tạo cực khoái bên trong cơ thể của người phụ nữ, như là điểm G, điểm A hay tuyến tiền liệt. Bởi như các bạn cũng biết, điểm G và điểm A hay tuyến tiền liệt thì nó nằm ở cái thành trên của âm đạo, đúng không ạ? Nên khi mà các bạn áp dụng những tư thế mà người phụ nữ nằm ngửa hoặc là mặt đối mặt như thế này thì rất là dễ để kích thích vào điểm G của nàng. Tuy nhiên, nếu như cậu nhỏ của các bạn không phải là cong hướng lên trên mà nó lại cong xuống dưới, hoặc cong sang trái, cong sang phải, thì các bạn cũng đừng lo lắng, chúng ta sẽ đều có những tư thế quan hệ phù hợp. Và Thanh Hương đã từng chia sẻ một video, đó là tư thế quan hệ cho dương vật cong rồi. Các bạn có thể xem lại video đó để áp dụng một cách triệt để. Rất nhiều bạn đã từng nhắn tin hỏi Thanh Hương là: chị ơi, khi mà dương vật bị cong thì có thể quan hệ tình dục được hay không? Hoàn toàn có thể quan hệ tình dục. Và đôi khi dương vật cong lại là một lợi thế, lại là một cái điểm mạnh nếu như các bạn biết lựa chọn tư thế phù hợp. Vì vậy hãy lắng nghe hết video mà Thanh Hương đã từng chia sẻ nhé. Vừa rồi Thanh Hương đã chia sẻ cho các bạn 5 đặc điểm tạo nên một cậu nhỏ lý tưởng. Nếu như bạn nào hội tụ cả 5 đặc điểm này thì xin chúc mừng. Nhiệm vụ của bạn chỉ cần học thêm những kỹ năng làm tình đỉnh cao. Hãy xem tất cả những video có trong kênh Thanh Hương Official. Tôi đã chia sẻ rất là nhiều kỹ năng, rất là nhiều kỹ thuật để có thể kích thích, khiến cho người phụ nữ đạt được cực khoái và lên đỉnh. Nếu như các bạn đã tích lũy đầy đủ cả về chất, về lượng thì tôi tin chắc chắn rằng không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được. Nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích thì đừng quên dành tặng cho Thanh Hương một nút đăng ký cũng như nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo sớm nhất và là người xem sớm nhất mỗi khi Thanh Hương ra video mới. Và nếu như các bạn muốn Thanh Hương làm video về chủ đề nào thì có thể comment dưới video này để Thanh Hương sẽ tiếp thu và sắp xếp thời gian để làm video giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.